Ba thanh niên tụ tập nói chuyện phím bị phạt 6 triệu đồng. Sáng ngày 24 tháng 7 năm 2021, Công an phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc tống đạt quyết định của Ủy ban nhân dân xử phạt ba thanh niên với số tiền 6 triệu đồng về hành vi tụ tập đông người không giữ khoảng cách trong thời điểm giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 16 tháng 7 năm 2021, trong lúc tuần tra kiểm soát việc chấp hành giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, công an phát hiện ba thanh niên này tụ tập nói chuyện không giữ khoảng cách theo quy định. Công an phường đã lập biên bản xử phạt ba người này về hành vi không thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia phòng chống dịch. Theo Nghị định 117 trên 2000, của chính phủ với mức xử phạt mỗi người 2 triệu đồng. Tại thời điểm này, cả nước đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để phòng chống dịch Covid-19. Việc thực hiện nghiêm chỉ thị 16 về giãn cách xã hội là góp phần để đẩy lùi dịch bệnh. Do vậy, do vậy người dân phải ý thức ở nhà chỉ ra đường khi thật sự cần thiết để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, người thân, cộng đồng và không bị phạt như những người trên nguồn báo công an thành phố hồ chí minh